Trước sức ép cạnh tranh gay gắt với các đại gia bán lẻ nước ngoài, để giữ thị phần thì các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang chuyển hướng về thị trường nông thôn. Đây là một thị trường tiềm năng, tập trung tới hơn 60 triệu dân, chiếm 70% tổng dân số. Tuy nhiên, kênh bán lẻ hiện đại tại thị trường này thì hiện vẫn chỉ chiếm chưa tới 2%. Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. 6 tháng nay, người dân tại đây phấn khởi vì có thêm một địa điểm mua sắm hiện đại. Trong vòng bán kính 25 km, đây là cửa hàng tiện lợi thứ hai tại xã này. Trước đây thì chưa cửa hàng này là đi đón xe buýt hoặc đi Honda, đi cả tiếng đồng hồ tới Bình Dương. Vừa mua, lựa chọn hết buổi, trở về. Còn đây là gần, chạy lại chút xíu, rồi mua rồi về. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên đưa mô hình cửa hàng tiện lợi đến với người tiêu dùng nông thôn Củ Chi. Với sức mua tại các điểm bán ở đây khoảng 600 lượt một ngày, cao hơn 30% so với điểm bán ở thành phố. Chính nơi này thì có cái doanh số bán hàng đối với những vòng mặt thực phẩm tươi sống thì lại ở những doanh số rất là tốt. Điều này cũng gây cho chúng tôi vừa ngạc nhiên mà vừa là thích thú, tức là cái định hướng của chúng ta trong thời gian vừa rồi đó là rất là hợp lý. Không chỉ các nhà bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất này cũng đã chủ động nắm bắt cơ hội phát triển hệ thống phân phối riêng tại thị trường nông thôn. Dành 70% cơ cấu mặt hàng và điểm bán tại thị trường này, doanh nghiệp đã thu về doanh số tăng hơn 20%. Chúng ta là người đi tiên phong, sau này chúng ta cắm rễ ở đó thì họ biết đến sản phẩm chúng ta trước và có được cái hiểu biết được cái thị trường nông thôn, hiểu biết được vùng sâu vùng xa, chúng ta có thể làm ra được những sản phẩm phù hợp với phân khúc. Theo thống kê của Nelson, bình quân sức mua ở vùng nông thôn tăng trưởng 15% qua các năm, tăng gấp 3 lần so với khu vực thành thị. Tuy nhiên, thị trường này cũng đang được nhiều doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài nhắm tới. Các doanh nghiệp, các tập đoàn, các công ty bán lẻ cần phải tìm hiểu thật rõ là những thị trường đó nhu cầu của họ như thế nào và hành vi tiêu dùng của họ như thế nào để có một cái bước tiếp cận, có những cái sản phẩm, có cái chiến lược định giá hoàn toàn khác để có thể chinh phục được thị trường đó. Hiện nay, khoảng 50% thị phần ngành bán lẻ đang nằm trong tay doanh nghiệp ngoại. Vì vậy, tiềm năng lớn của thị trường nông thôn được xem là một hướng phát triển hợp lý để các doanh nghiệp trong nước ít nhất là giữ vững được thị phần này.